độc nhất Việt Nam, lão nông sở hữu hàng ngàn cây phong lá đỏ. Cây phong được nhiều người Việt Nam biết tới qua những hình ảnh đặc trưng khi vào thu tại các nước ôn đới như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Điểm đặc biệt, lá phong đỏ đồng loạt nhuộm màu đỏ ở các cánh rừng hay công viên. Nhiều người mê mẩn sắc đỏ vàng đặc trưng này, ước ao giá như Việt Nam cũng có một rừng phong đỏ rực như thế. Biết được sở thích này, cách đây 3 năm anh Nguyễn Phú Cường, Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội quyết định nghiên cứu tìm đặc điểm sinh vật của loài cây này. Nhưng tìm hiểu sách vở không bằng chăm sóc thực tế, thế nên anh Cường quyết định nhập về một lượng cây nhất định, bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và dồn cả tâm huyết để chăm sóc. Tất nhiên, anh cũng không ít vấp phải những lần thất bại. Qua 3 năm, anh rút ra được rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc để cây phong có thể sống và tồn tại trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm như ở Việt Nam. Hiện anh Cường đang duy trì và nhân rộng mô hình cây phong trồng trong chậu. Người chơi có thể trồng theo phong cách bonsai hoặc trong vườn nhà. Nếu trồng cây phong trong vườn, việc chăm sóc không cầu kỳ như trồng trên chậu vì rễ cây sẽ tự tìm nơi có ẩm để tồn tại. Còn trong chậu, người chơi phải chau chuốt thường xuyên, tưới nước hơn. Cây phong vốn phù hợp với khí hậu lạnh, nhưng theo anh Cường, khi trồng ở Việt Nam không nên băn khoăn về nhiệt độ, không nhất thiết bắt chúng sống đúng với khí hậu nước bản địa. Chỉ cần tưới và chăm sóc ở trong bóng mát là đủ. Cây phong có thể sống khỏe ở nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp hơn nữa thì càng tốt. Vì vậy, nên trồng phong ở nơi vừa có bóng mát vừa có ánh nắng mặt trời, ngày tưới 1 đến 2 lần. Vào mùa hè, nếu nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, phải đưa cây vào trong bóng mát. Lúc này bắt đầu phải tưới nước 3 đến 4 lần trên một ngày, anh Cường cho hay. Giống như nhiều loài cây cảnh khác, cây phong cũng có hoa có quả, nhưng người chơi phong thường chơi lá là chính. Với cây phong anh Cường đang trồng thì cho lá đỏ quanh năm nếu như biết chăm sóc. Lá non thường sẽ đỏ, khi về già sẽ chuyển sang dần màu xanh, người chơi có thể ngắt đi để cây ra lá non. Làm vậy, cây phong sẽ luôn có màu đỏ bởi khi về Việt Nam, cây không đổ màu lá đỏ vào mùa thu như khí hậu vùng ôn đới. Đây là cách chơi phong hợp với khí hậu Việt Nam mà tôi đúc kết được, anh Cường chia sẻ. Theo anh Cường, đa số người chơi phản ánh cây phong ban đầu phát lớn chậm nhưng được anh tư vấn và phát triển tốt. Tất cả là do chăm sóc cây không đúng như những gì mình tư vấn, dẫn đến cây còi cọc khô héo, anh Cường bật mí. Đơn cử anh Đinh Ngọc Hướng, Hà Đông, Hà Nội, một người yêu thích cây phong từ lâu, chỉ biết tới loài cây lá đỏ này mỗi khi mùa thu đến ở các vùng ôn đới thông qua phim ảnh. Từ khi biết anh Cường trồng được cây này ở Việt Nam, anh Hướng mua thử vài cây về trồng trong sân. Sau một thời gian, cây phong có nhiều biểu hiện như lá bị xoăn và héo dần. Mỗi lần như vậy, anh Hướng đều nhờ anh Cường tư vấn và chăm sóc. Hiện nay, những cây phong của anh Hướng đang sống rất khỏe và luôn cho ra lá đỏ. Chỉ cần chụp ảnh gửi qua cho anh Cường, nhìn qua là anh ấy đoán ngay cây bị bệnh gì và có cách giải quyết. Thường là cây đang bị thiếu nước hay để cây ở nhiệt độ cao, anh Hướng cho hay. Hiện có hàng ngàn loài phong khác nhau, riêng trong vườn nhà anh Cường có tới vài trăm loài, có loài lá năm thùy, lá bảy thùy, trên mỗi thùy lá có hình răng cưa. Người chơi không nên thất vọng vì cây phong không đổ màu đỏ vào mùa thu như các vùng ôn đới, nhưng kéo lại, lá phong hình dạng rất đẹp. Hơn thế, nếu biết cách chăm sóc, lá sẽ luôn cho ra màu đỏ, anh Cường nói. Theo anh Cường, phong có hàng ngàn giống khác nhau, không phải loài nào cũng cho ra lá màu đỏ. Những cây non được ươm giống, sinh trưởng tốt, chơi phong đẹp ở lá là chính. Dân tình phát sốt với chậu cây cảnh trồng không cần đất aqua bonsai. Chậu cây aqua bonsai trồng cây không cần đất, vừa sạch đẹp, lại rất dễ chăm sóc, đang khiến nhiều người phát sốt. Bonsai nghĩa là cây trồng trong chậu, là loại cây cảnh nhỏ có dáng cổ thụ trồng trong chậu cảnh. Đây là nghệ thuật cây cảnh trang nhã có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản, được yêu thích bởi kiểu dáng tinh tế, nghệ thuật, hàm ẩn, nhiều triết lý sống sâu sắc. Tuy nhiên, dù yêu thích loại hình nghệ thuật này, nhiều người vẫn e ngại chậu cây sẽ vương vãi đất trong nhà, đặc biệt là những gia đình có diện tích không gian sống giới hạn như hiện nay. Thế nhưng, mới đây một ý tưởng bonsai mới đã ra đời và được hưởng ứng nhiệt liệt bởi những tín đồ của cây cảnh trong nhà. Phương pháp này đã kết hợp nghệ thuật cây cảnh truyền thống lâu đời từ Nhật với kỹ thuật trồng cây tiên tiến, không cần dùng đất, thủy canh.
Nhờ đó chúng ta có được aqua bonsai, hay còn gọi là bonsai thủy canh, đầy mới mẻ mà không kém phần nghệ thuật, đặc biệt phù hợp để trang trí cho những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp. Aqua bonsai bao gồm nhiều loại với những hình dạng và kích thước khác nhau. Bạn có thể nhúng một phần của cây và bộ rễ vào nước hoặc tạo nên một khu vườn dưới nước bằng cách bố trí toàn bộ cây trong nước. Tuy nhiên, phương pháp thứ hai chỉ ứng dụng được với những loại cây nhất định mà thôi. Thay vì cung cấp chất dinh dưỡng cho cây qua đất như truyền thống, phương pháp này bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết vào nước, tạo ra một môi trường thủy canh có thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho các loài cây trên cạn. Phương pháp này không chỉ sạch sẽ mà còn rất đơn giản, dễ làm tại nhà, ngay cả với những người chơi cây nghiệp dư. Ngoài việc định kỳ thay nước và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho môi trường thủy canh mà cây sống, người chơi cần chú ý giữ gìn bộ rễ, làm sạch cây để tránh bệnh tật. Đồng thời, những chậu aqua bonsai nên được đặt gần cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng để cây phát triển tốt. Nếu bạn đang trồng một cây bonsai theo phương pháp truyền thống và muốn chuyển đổi sang phương pháp thủy canh, bạn cần rất cẩn thận khi thay đổi môi trường sống cho bộ rễ. Cây cần một thời gian nhất định để thích ứng với môi trường thủy canh hoàn toàn mới lạ. Đại gia xếp hàng 2 năm cõng bao tải tiền mua cây dối cổ trăm năm. Cây dối có tuổi đời hàng trăm năm có tên gọi là lão mai đại thụ, cây nổi bật bởi hình dáng độc đáo, hội tụ đủ các yếu tố như cổ kỳ, mỹ văn của một cây cảnh đẹp. Trong giới chơi sinh vật cảnh Việt Nam, ông Lại Quang Hòa, hay còn gọi là Hòa Taxi, sinh năm 1961, Văn Giang, Hưng Yên, không phải là cái tên lạ lẫm. Không chỉ sở hữu vườn cây rộng gần 2.000m2, quy tụ hàng trăm cây cảnh quý hiếm, ông Hòa còn nổi tiếng bởi độ chịu chơi hiếm có. Năm 1998, vị đại gia này đã chi gần 400 triệu đồng để mua đất cây xanh cổ thụ ở Bắc Ninh. Chưa dừng lại, để thỏa lòng đam mê cây cảnh, ông Hòa còn rất bạo tay, chi hàng chục tỷ đồng để mua đất, mở trang trại, trưng bày những cây cảnh độc lạ ở khắp mọi miền đất nước. Nổi bật trong số đó phải kể đến cây dối cổ thụ hàng trăm năm tuổi có tên là Lão Mai Đại Thọ, có nguồn gốc ở Yên Thế, Bắc Giang. Theo ông Hòa, siêu cây cảnh này có hình dáng độc đáo, thân cây u bướu, sần sùi và mang vẻ đẹp tự nhiên. Cây cao khoảng 2m, đường kính thân là 1m, hội tụ đủ các yếu tố của cây cảnh đẹp như cổ, kỳ, mỹ, văn. Trong đó, phía trên ngọn cây xòe ra giống như hai bàn tay che chở cho các con, bồ rễ thì uốn lượn nổi hẳn lên mặt đất. Ông Hòa tiết lộ siêu cây cảnh này được ông mua cách đây khoảng 15 năm và phải mất rất nhiều công sức mới thương lượng thành công. Trước đây, cây thuộc sở hữu của một vị đại gia ở Bắc Giang, cây được xem như là báu vật của cả dòng họ nên được gìn giữ rất cẩn thận. Nhiều người đi ô tô tìm đến tận vườn trả giá rất cao nhưng đều bị từ chối. Cây dối cổ thụ này ước tính phải hàng trăm năm tuổi, thậm chí hàng ngàn năm. Hiện tại, để tìm ra một cây dối có tuổi đời, hình dáng độc lạ như thế này rất khó, phải mất 2 năm đi đi lại lại, theo đuổi và ngã giá rất vất vả. Ban đầu họ nhất định không bán, mãi đến khi gia đình khó khăn cần tiền mới ưu tiên gọi cho tôi, ông Hòa kể. Vị đại gia này cũng cho biết, thời điểm đó cây dối cổ thụ này có giá hơn 300 triệu đồng, bằng tiền một mảnh đất ở Hà Nội. Sau khi sở hữu siêu cây giá trị này, ông Hòa đầu tư chăm chút và mang đi triển lãm ở rất nhiều hội chợ, triển lãm sinh vật cảnh ở khắp trong Nam ngoài Bắc. Hiện tại, cây dối Lão Mai Đại Thụ đang được trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội và thu hút sự chú ý của rất đông khách tham quan. Dù không tiết lộ giá cụ thể, nhưng vị đại gia này cho biết siêu cây này không có giá dưới 10 tỷ. Nhiều người trả giá cao nhưng tôi không bán, tôi trưng bày ở triển lãm với mục đích cho mọi người tham quan thưởng lãm, dù có trả giá 10 tỷ, chứ 20 tỷ tôi cũng không bán, ông Hòa tuyên bố. Ngoài siêu cây dối trăm tuổi này, vị đại gia ngành taxi còn mang đến trưng bày thêm hai cây cảnh cũng được đánh giá là hiếm có, khó tìm. Đó là tác phẩm cây xanh Độc Long Kim Cương, dáng rồng và cây xanh gợi nhớ quê hương với tạo hình độc đáo ấn tượng. Được biết, giá của hai cây cổ thụ này cũng không dưới tiền tỷ. Đây đều là những tác phẩm tâm huyết mà tôi phải theo đuổi nhiều năm mới có được.
giá trị của cây, vì thế khó mà có thể đong đếm bằng tiền, ông Hòa chia sẻ.